Ngỗng hồ lô, ngỗng khổng lồ, có vóc dáng to cao, ịch ịch, thân hình tròn mập mạp giống như quả bầu hồ lô. Rỗng ngỗng này có trọng lượng khi trưởng thành rất to. Ngỗng trống sẽ đạt trọng lượng khoảng 12 đến 15 kg trên một con. Ngỗng mái thường nhẹ hơn. Nhìn giữ tướng và là giống ngỗng có khả năng trông nhà, trông vườn bẩm sinh. Khi có người lạ vào, ngỗng sẽ kêu vang trời đất. Các ưu điểm của ngỗng hồ lô khổng lồ: thứ nhất, trọng lượng trưởng thành đạt 12 đến 15 kg, giá trị kinh tế cao. Trứng ngỗng rất tốt cho bà bầu, có thể làm vật nuôi trong nhà, giúp vườn trang trại của bà con không còn cỏ, kháng bệnh, kháng thời tiết tốt, dễ chăm sóc. Cảm ơn quý vị đã xem video và hãy đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé.